Cha không sao chứ? Không có sao, chỉ là bị thương chút xíu ngoài da thôi. Ây da mẹ à, cha chảy máu nhiều quá nè. Cha, mình về một khoa trại trị liệu nha. Văn Quảng, cha của con bị thương chút xíu ngoài da thôi, không cần phải lo quá đâu à. Hơn nữa hắn đối đãi với hai mẹ con của con. Cha, đại phu, cha của tôi không sao chứ? Ngươi không cần phải lo quá. Như tướng quân chỉ bị thương ở gần chân mà thôi, nghỉ vài hôm là hết. Vô sự là tốt nhất. Quế Anh, đưa Hà đại phu đi đi. Dạ. Mẹ à, để con đưa đại phu chưa? Mẹ ở đây với cha đi. Văn Quản, đại phu mời. Nếu như chân của anh vô sự, Quế Anh, không thôi em lập tức thu hành trang với Văn Quản theo anh trở về Thiên Ba Phủ. Không được, lúc đầu do ngươi đuổi hai mẹ con của nó đi, hiện tại đã bắt tụi nó trở về Thiên Ba Phủ. Cho Mộc khai trại làm cái gì chứ? Nói tới là tới, nói đi là đi hả? Quế Anh, con yên tâm đi, Thiên Ba Phủ có người chống đỡ cho hắn, ở đây có cha quyết định cho con. Ở đây là chuyện của cha, không để người Hậu Dương lộng hành đâu. Cha, con yên tâm, Mộc Hùng đối với cha tuy không phải là người đính thiên lập địa, ít ra cha cũng làm chủ của Mộc trại. Nếu có ai làm điều bất lợi với con của cha, đương nhiên là đụng chạm trên dưới của Mộc ca trại. Nhạc phụ đại nhân, con đây chỉ là bồng bột nhất thời, có sự gia chạm với quý anh, xin kính nhạc phụ đại nhân hải hà. Khi xưa đã có câu, mưa từ trên trời xuống, nước tạt ra khó thâu lại. Quý anh, con đi theo cha. Con cứ yên tâm đi, Mộc khai trại có biết bao nhiêu lương thực, nuôi mẹ con của con suốt đời. Nói ra thì là tức chết đi. Trước đây người đã chung chạy với hắn, thề chết cũng phải lấy Dương Tôn Bảo, không ngại ngang dặm tìm chồng. Rồi sau đó người đã gả vào Dương gia được 16 năm, vì hắn kế truyền Hương Quả, giữ đúng phụ đạo. Nhưng mà cha thiệt là không có ngờ, hắn lại quả nhiên đuổi con đi nữa. Cha, xin đừng nói nữa. Cha nghĩ cái chuyện này cứ để ở trong lòng hoài, không nói không được đâu. Hắn đuổi con đi là không có đúng. Quế Anh, con có gì cái gì mà tính toán không? Con muốn về hả? Con đừng có bao giờ dễ dàng hứa với hắn nha, mất công hắn lại lên chân nữa. Cha, con không bao giờ theo ảnh về đâu. Con khỏi cần gạt cha, mẹ của con đã mất sớm, cha chỉ có một đứa con là con. Chẳng lẽ trong lòng của con nghĩ gì cha đây không có hiểu sao? Con thì không có theo ảnh về đâu. Cha thấy con bị người ta ăn hiếp, tức tưởi quá cho nên mới nói vậy thôi. Bộ cha thiệt là muốn hai vợ chồng con chia rẽ hay sao? Cha đã già rồi, ngày tháng gặp con không còn nhiều nữa đâu. Một điều duy nhất cha hy vọng là hiện tại cha mong con lấy được một ông chồng tốt để mà lo cho con chu đáo, vậy thì cha yên bụng rồi. Thật là không ngờ hắn lúc nào cũng thiết nghĩ cho triều đình, thiệt là quá đáng đi. Cho nên cha muốn dạy đời hắn. Nhưng mà vài hôm nữa đi theo hắn về đi. Hả? Con không có dễ gì theo anh về đâu. Ê, Quế Anh à, con chẳng có chỗ nào giống cha hết. Cái giống cha nhất là tánh nết. Hiện tại cha đã hết tức rồi, con còn tức tử nữa làm gì? Cha coi cái mặt của ảnh đó thì làm sao mà không tức được. Vợ chồng gây gỗ là bình thường thôi mà, chẳng lẽ lần nào cũng rời bỏ Thiên Ba Phủ hay sao? Thôi được rồi, để cha lập tức ra ngoài dạy đời cái thằng khốn kiếp đó, để cho con đừng có tức tử. Vô đi. Cha, có chuyện gì? Thưa cha, tại Văn Quản nhất thời ham chơi khiến cho cha phải chịu khổ về gia thất, cha tha cho con đi. Thôi đi, cha không trách con đâu. Đúng vậy, còn cái chuyện Vách Qua Đại Đạo nữa, cũng là con gây sự đem về, không phải là tại mẹ đâu. Cha tha thứ cho mẹ đi. Đúng vậy, nếu như cha không chịu tha thứ cho mẹ thì Văn Quản quỳ chết tại đây.
Do mẹ của con bị con làm như vậy sao? Không phải đâu. Con còn nhớ là cha đã từng nói, dám làm dám chịu mới là đại trượng phu. Tất cả đều là lỗi do con hết, không phải là tại mẹ đâu. Cha tha cho mẹ đi. Nhưng mà tánh tình của mẹ con... Thôi đi. Đã như cha tới đây rồi, cha không bao giờ truy tố chuyện cũ nữa đâu. Cha thì tha thứ cho tụi con hả? Cảm ơn cha. Ngoại à, cha chịu tha thứ cho con với mẹ rồi. Nhạc phụ đại nhân, con với mẹ của con thực tế không có làm điều gì sai trái, thì đâu có cần ai tha thứ. Nhạc phụ, Giang Quảng, con nghe kỹ đây. Sơn trại không phải là đặt tình nghĩa giang hồ. Chỉ cần giết đó là tham ô quan lại, cướp đó là gian thương cường hào. Vậy thì giết người cướp của đó là vô tội. Ông ngoại à, cha của con hôm nay đã mệt rồi, có gì để mai rồi mới nói nha. Ê, người ta nói chuyện bữa nay là phải làm xong ngày hôm nay. Ngoại còn chưa có thoa thuốc cho cha của con mà. Con có biết hay không, loại thuốc này là trấn sơn chỉ bản của ngoại đó. Con không dám lao giá tới nhạc phụ. Ngồi xuống rồi mới nói. Con ngồi xuống. Chỉ cần ngươi đối xử tử tế với mẹ con của nó thì đâu có đến nỗi như ngày hôm nay. Ngoại à, ngoại nhẹ tay chút đi. Giang Quảng, con yên tâm đi. Cha của con chinh chiến xa trường nhiều năm, khổ gì mà chưa có từng chịu. Hắn chịu nổi mà. Chỉ rất tiếc là mẹ của con ở trong thiên ba phủ không có nơi nương tựa, cuối cùng bị người ta đuổi đi thôi. Nhạc phụ con, ngươi đừng nói nhiều. Ta chẳng biết gì hết. Ta chỉ biết đại trượng phu nếu mà yêu nước phải yêu vợ con của mình trước. Ông ngoại à, Giang Quán, ông ngoại rất là phục sự trung nghĩa của Dương gia. Mà con phải nhớ kỹ, con đừng bao giờ theo con đường của cha con, chẳng biết tình nghĩa, mù quáng sự việc. Nhạc phụ, xưa có câu quốc công quốc pháp gia có gia quy, ở đời đâu có thể gì tính riêng tư mà trái luật. Chẳng lẽ đại trượng phu vì cái hư danh trung nghĩa mà phải đành hy sinh luôn tánh mạng của người nhà hay sao? Chuyện đặt ăn người ăn ta, tin người tin ta. Nếu không phải họ có lỗi trước thì tôn bảo cũng không bao giờ riêng tư đâu. Ông ngoại à, cha, mẹ, ông ngoại à, bây giờ không còn sớm đâu, mình đi nghỉ sớm nha ngoại. Đi. Ngày mai anh trở về thiên ba phủ, em với Văn Quảng tính sao đây? Tôi và Văn Quảng định ở lại đây. Em có biết sau khi em bỏ đi, Thái quân với cả nhà lo biết mấy không hả? Nếu mà như vậy thì anh làm ơn về báo cho Thái quân biết, tôi và Văn Quảng bình yên vô sự, ở chỗ này thoải mái lắm. Em thì không chịu theo anh gì à? Anh đừng có quên rằng là do anh đuổi tôi với Văn Quảng đó. Anh biểu tôi làm sao còn mặt mũi trở về thiên ba phủ. Chén thuốc sẵn nóng uống đi. Chuyện đã làm vừa qua anh đã làm rồi, em còn muốn anh làm sao đây? Nếu ngày mai anh thiệt phải đi thì tôi kêu người chuẩn bị người cho anh. Về vấn đề tuyển trại chủ mới đó, người đã chuẩn bị xong rồi chưa? Bẩm trại chủ, đã chuẩn bị xong hết. Các trại chủ ở Sơn Trại cùng với bạn bè trong giang hồ đều ở ngay ngày 6 tháng 4, Phó hội Tế Thạch Đại Ba. Ừ. Trại chủ không có gì chứ? Ta không có gì. Người trở ra trước đi. Dạ, trại chủ. Ông ngoại à, chuyện lớn rồi. Văn Quán, chuyện gì vậy? Cha đã mất tích rồi kìa. Hồi nãy con có vô phòng của cha kiếm cha, cả cái gói hành trang của cha cũng mất tiêu luôn. Con mau dắt ngoại đi coi thử. Ừ. Đúng là đi rồi. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Đại chủ, lập tức đuổi theo Dương Tông Bảo về đây cho ta. Dạ. Chẳng lẽ mình nói nặng quá khiến hắn bỏ đi rồi? Thank you.
nói thêm một lần, có đồng ý theo anh về Thiên Ba phủ không? Tôn Bảo. Nhạc phụ đại nhân. Sao đây? Người muốn bỏ đi hả? Được rồi, nếu người ra khỏi Mộc Kha trại một bước thì từ nay đừng có hòng gặp Quế Anh và Văn Quản. Ông ngoại. Cha. Cha sao rồi? Không có gì. Vào nghỉ ngơi đi. Ngoại à, ngoại thấy sao hả? Ngoại không có gì đâu. Con không cần lo quá hả? Cha còn nói không sao. Không sao mà mặt mày tái mét hết rồi kìa. Quế Anh à, cha đã lớn tuổi rồi mà, thế nào cũng phải có chút bệnh chứ. Đừng có lo quá độ hả? Nhạc phụ đại nhân, tâm phế đau nhức, nếu như không điều trị kịp lúc, ngày sau bệnh tình sẽ biến thành nặng hơn, nên điều trị mới được. Ngươi không cần phải giả vờ. Ngươi muốn rời khỏi Mộc Kha trại mà, tại sao ngươi còn không đi? Cha, ông ngoại bây giờ không có được khỏe, không biết phải làm sao đây. Năm ngày sau là tới ngày tuyển tổng trại chủ nữa. Tuyển tổng trại chủ? Dạ phải, 4 năm mới có một lần. Ngoại cũng muốn tụi con ở lại để coi cái đại sự này. Hay là cha cũng khoan đi, ở lại thêm vài hôm đi nha. Giang Quảng, người đừng có năn nỉ cha của người nữa. Hắn muốn đi thì để cho hắn đi đi. Bề nào năm ngày sau tuyển trại chủ, ngoại cũng chưa có chắc là trúng tuyển đâu. Cha, cha đừng có nói như vậy chứ. Còn với Văn Quản ở lại đi, đều ủng hộ cho cha đó. Ừ. Nếu nhạc phụ đại nhân sức khỏe yếu mòn thì con phải ở lại để trọn phần hiếu thảo. Cha, cha thiệt không đi nữa hả? Các người đừng có nói nữa. Tất cả các người về hết đi. Hiện tại ta đã lớn tuổi rồi mà lại có bệnh ở trong người. Cái ngày tuyển tổng trại chủ đúng là cái ngày ta phải nhường chỗ. Ông ngoại à, ông đừng có nói như vậy. Có con ở đây, ngoại nhất định sẽ làm được cái chức tổng trại chủ nữa. Ngoại không muốn xấu hổ trước mặt tụi con đâu. Cha, ông ngoại. Cha, nè, ngoại cha à, nằm nghỉ đi nha. Cha, cha không phải đã từng nói cầu phước với Khổng Minh Đăng linh nghiệm lắm mà. Vậy thì mình thắp Khổng Minh Đăng cầu phước cho ngoại thì được rồi. Chân của anh chưa lành, tôi về Văn Quản đi được rồi. Văn Quản mình đi. Mẹ à, có phải ngọn Khổng Minh Đăng đó càng lớn thì cầu nguyện của mình càng linh không? Không phải đâu. Có linh hay không phải coi mình có thành tâm hay không. Ừ, vậy thì con nhất định phải thành tâm cầu nguyện Khổng Minh Đăng để cho ngoại được sống trường thọ trăm năm. Mẹ à, bấy nhiêu đây chắc là đủ rồi ha. Gần đủ rồi. Cha, cha nghĩ hai người cũng khác nước lắm rồi. Nè, uống miếng nước trước đi. Văn Quản, uống nước đi. Mẹ à, còn mẹ? Mẹ không thể khóc. Văn Quản, uống đi. Cha, con đi vệ sinh nha. Biết trước đó anh đã nói những lời mà anh không nên nói. Em mới nên để tình chúng ta là vợ chồng lâu nay. Đừng có nghĩ chuyện đó nữa. Hãy tha thứ cho anh. Hãy uống miếng nước đi. Em cũng biết nhiều lúc em nói chuyện cũng khó nghe lắm. Mẹ à, sao mẹ nói là không khát nước? Con đói bụng quá rồi mẹ à. Nè, đi theo con đi.
tại sao bắt đi bắt lại hoài mà đều bắt không có được cá vậy? Con bắt như vậy không có được cá đâu, nhớ kỹ. Khi con thấy ở dưới nước có cá, không thể nào mà đâm đại như vậy. Phải đâm ở trước mặt con cá khoảng nửa tấc. Ồ. Nè, con phải nhắm cho kỹ trước mục tiêu mới được. Thử đi. Để con đi bắt về con nhà cho ngoại ăn. Cẩn thận nha. Ừ. Anh cảm thấy Văn Quảng càng lúc càng giống em. Không bao giờ hư đốn đâu. Sau này nhất định kiên cường hơn anh. Em còn tưởng anh nói giống em tự quyết định hết chứ. Thật ra có nhiều chuyện trong lòng anh hiểu lắm chứ. Trong lòng của anh hiểu rõ, nhưng cái tướng của anh đâu có hiểu. Chẳng hạn như Văn Quảng, dù sao nó cũng là một đứa con nít, nó hy vọng cha mẹ yêu chuộng nó. Nhưng mà anh cứ cọc cằn với nó thì cho dù trong lòng của anh thương nó cách mấy nó cũng đâu có biết. Cho dù anh mở miệng khen nó vài câu cũng đâu có làm ảnh hưởng tới sự oai nghiêm của anh. Anh hiểu chứ? Anh hiểu, nhưng mà anh đâu có làm. Cha mẹ à, con bắt được con cá lớn quá nè. Lần này Khổng Minh Đăng của mình lớn quá, nhất định là linh nghiệm rồi chứ. Bay lên rồi, bay lên rồi. Cha à, mẹ à, coi nè. Xin phù hộ cho ngoại của tôi sức khỏe dồi dào, dũng mãnh thiên hạ vô địch, nhân nhân vô thế trở thành tổng đại chủ sơn trại. Xin trời đất phù hộ cha được phước thọ an khang, phù hộ cho Dương gia thoát mọi khổ nạn, thái quân viên thọ trăm năm. Nguyện chuyện nước, chuyện nhà, chuyện thiên hạ, mọi chuyện bình an. Mẹ à, tuy là miệng của cha lúc nào cũng đầy giải sự việc quốc gia, nhưng mẹ có biết cha viết cái gì trong Khổng Minh Đăng không? Nguyện đèn trở thành hồng thượng hạt, song song bay lên hàng mây xanh. Khổng Minh Đăng à, Khổng Minh Đăng, cả nhà của chúng ta đã đốt ngươi lên, ngươi nhất định phải thực hiện theo nguyện vọng của chúng ta nha. Khổng Minh Đặng quả thật là có hiệu nghiệm quá nha. Đèn bay thì bệnh trừ, bây giờ ngoại một mình lên núi đánh chết con cọp cũng được đó. Dĩ nhiên rồi, nó còn khiến cho cha và mẹ của con thuận hòa trở lại như xưa nè. Văn Quảng, ngoại hỏi con nè, Mộc Kha trại ai làm chủ đây? Ông ngoại đó. Ừ, vậy thì mẹ của con với con sống ở Mộc Kha trại, chuyện đó ai làm chủ đây hả? Cũng là ông ngoại. Dĩ nhiên là đứa cháu ngoan của ta ha. Ông ngoại à, có phải ngoại vẫn còn buồn cha không? Nước có luật nước, nhà có luật nhà. Cái đó là cũng do cha của con nói. Vì cái chuyện của con và quý anh khiến nhạc phụ lo lắng, con kính xin nhạc phụ hải hà. Ngươi đâu có sai, sai là sai chỗ ta nè. Người xưa có câu nè, đi đâu thì theo đó, lấy chồng thì theo chồng, thì cha vợ của ta đâu có quyền nói tới chứ. Cái mà ta mong muốn là con của ta, cháu của ta ở một ca trại dài hôm thôi. Ơi dạ thiệt tình, con đây ngu muội đã phụ lòng sự hảo tâm của cha, xin nhạc phụ đại nhân tha tội cho.
Ê, không dám đâu, không dám đâu. Chờ, chú uống đi trà cho xong đi. Được, ta nể tình con gái của ta, ta mới tha cho người. Nhưng mà cái ly trà này ta không có uống đâu, ta nhất định không có uống đâu. Nhạc phụ, con muốn uống hả? Thì ta nhất định uống rượu với người. Được, bây giờ con đi lấy rượu ngay. Khải bẩm trại chủ Cao Sơn trại Lý Mộc Nhân xin gặp. Đại ca, năm nay tuyển bầu tổng trại chủ, người cũng giống như mọi năm, phải tới sớm đó nha. Tôi nghe nói cả nhà của quý anh đều ở trong sơn trại, cho nên tôi mới tới sớm để gặp họ. Lâu quá không gặp cổ đó mà. Quý anh, con có còn nhớ Lý Thúc hay không hả? Dĩ nhiên nhớ, vị này là trại chủ Cao Sơn trại Lý Thúc Thúc đó mà. À, quý anh nhớ kỹ quá hả? Con cậu này chắc là đại danh đỉnh đỉnh Dương tướng quân Dương Tôn Bảo phải không? Nghe nói chẳng qua nhìn thấy hân hạnh hân hạnh. Lý trại chủ quá khách sáo. Đây là con trai của tôi Văn Quảng. Bái kiến trại chủ. Ồ, Văn Quảng, tướng tá thật nhân tài, đúng là hổ phụ vô khuyển tử. Hèn chi ông ngoại của ngươi trước mặt của ta khen ngươi không ngừng. Hương chủ. Dạ. Đại ca, tôi cố tình đếm cái nhân sâm ngàn năm tới biếu tặng cho đại ca bổ sức. Ê, hiền đệ à, ngươi tặng cái quà nặng quá cho ta như vậy, sao ta nhận nổi chứ? Tới thăm ta là quý rồi. Đây là ý lòng của tôi, xin đại ca nhận đi. Ờ, được, được, được. Nếu như vậy thì ta cũng từ chối nữa. Tiểu Thúy. Dạ, lão gia. Đại ca, anh còn nhớ lúc mình kết nghĩa, quý anh chỉ bằng Văn Quảng thôi đó nhờ. Không có ngờ nhái con mắt thôi, thì ta với người cũng đã già rồi ha. Hiện đại, ta phải uống với người một chung, rồi mình hàn huyên cho vui ha. Được, sẵn sàng. Uống, uống đi. Đại ca, anh uống nhiều rượu quá, mà mặt không thay sắc, anh đúng là tửu lượng cao. Hiện đại, người nhường ta thôi mà. Đại ca, tôi đâu dám đổi với anh được, da vẫn còn khỏe. À nè, còn 3 ngày nữa là tuyển tổng trại chủ rồi đó, chắc chắn là anh thôi. Trước đây được cái chức này là do hiền đệ với các trại chủ đề cử thôi. Hiện tại ta đã già rồi, e rằng không có đủ sức để mình đảm nhận cái chức này nữa đâu. Đại ca quá khiêm tốn rồi, vũ long nhập mây mưa gió đều. Anh đã làm trại chủ bao nhiêu năm nay, chuyện gì cũng chỉnh tề chu đáo, cương chánh bất cẩu, hòa giải nhiều cái vụ phân tranh ở trong sơn trại. Đó là điều mọi người mong muốn. Lần này còn có quý anh với Dương tướng quân ủng hộ, à, thì càng như hùm thêm cánh, không thể cản nổi đó. Hiền đệ, người quá khen ta rồi đó. Đại ca, nếu như lần này anh trở thành lãnh tụ của các sơn trại, anh có gì tính toán hay không? Cái đó đâu có tính toán, ta chỉ mong sơn trại sống chung bình thản, đời đời bình yên, như vậy mãn nguyện rồi. Đại ca, anh độ lượng hải hà quả thật khiến tôi khâm phục. Nhưng mà vậy, bất luận anh lãnh đạo như thế nào, ở trong tầm mắt của mọi người, mình cũng chỉ là cái thứ thổ phỉ sơn tặc chiếm núi Xuân Dương vậy thôi đó nhờ. Sơn tặc cũng vậy, thổ phỉ cũng vậy, không làm những điều trái ngược, không làm phương hại tới thiên hạ, chẳng có lỗi gì với trời, chẳng có nghịch gì với đất, như vậy thì cũng đủ rồi. Đại ca, tuy là nói vậy, người đời đáng sợ đó mà. Anh với họ Dương kết thành xui gia, anh chỉ lo làm vua sơn trại, anh có nghĩ tới sau này con cháu của anh không chứ hả? Hiền đệ, lời nói này của ngươi là sao? Đại ca, anh có nghĩ tới có một tên Dương Sơn Trại đã trở thành một dương gia lưu sử ngàn năm, rồi chân của anh đang dẫm đó sẽ trở thành miếng đất phong địa vĩnh viễn. Hiền đệ, ngươi nói như vậy là thế nào? Đầu phục điều đình đó, từ nay anh sẽ huy hoàng tột đỉnh. Thử hỏi ai còn dám kêu anh bằng sơn tặc. Lúc đó anh sẽ an nhiên lên hương chiếm núi săn thú, hưởng tận những món ngon vật lạ của thiên hạ, phú quý vinh quyền. Nhưng mà anh cứ nghĩ coi lời nói của tôi có đúng hay không hả? Con người của ta xưa nay đều không cần thiết cái sự phú quý phù du đó. Hơn nữa một mình chiếm núi Xuân Dương, sống tự do thoải mái, nó sướng biết mấy. Hơn nữa ta là người của Bắc Hán,
thực tế không ý muốn hiệu Trung Nam Đào. Đại ca, thiên hạ rộng khắp, đâu có thể nào chỉ có một ông vua. Người đó không phải là Tống Nhân thì lại là ai đây? Chủ của Tây Hạ đó, Tống chủ hôn quân vô đạo, ông ta có thể nắm vững giang sơn hoàn toàn là do công lao của Dương gia. Nhưng ông ta lại khó dễ. Thời buổi Thái Hòa còn đem người của Dương gia đều về Biện Kinh, vợ chồng Quế Anh tan nhiều hơn hợp. Đại ca, cái nỗi khổ đó anh nghĩ chắc cũng ra chứ. Người ta nói chim ngoan trộn canh mà đậu, kẻ biết thời cơ là tuấn kiệt. Nếu như đại ca thuyết phục được Dương gia đầu phục, thì chủ của Tây Hạ nhất định sẽ thưởng cho đại ca vàng bạc triệu lượng, ruộng nương vạn mẫu, đời đời sẽ phong thành Dương hầu. Không ngờ ngươi nghĩ tới chu đáo quá. Chẳng những thiết nghĩ cho ta, mà còn lót đường sẵn cho Dương gia nữa. Ngươi thì là dụng tâm khổ não. Đại ca, chuyện của anh tức là chuyện của tôi. Tôi với anh kết nghĩa bác bái đó mà. Một câu kết nghĩa bác bái là muốn ta với người hiệp tùng thù địch bán nước hả? Giúp giặc làm loạn à? Một khùng đối với ta không bao giờ làm những chuyện đê hèn hạ luôn như vậy đâu. Đại ca, anh đâu cần phải giận dữ vậy. Sống ở trên đời á, ăn uống giải trí, ba cái thứ phú quý dình quà đó, một khùng không bao giờ chịu hưởng đâu. Đại ca, khỏi cần nói nữa. Đúng là người nào trí nấy, người đầu phục Tây Hạ, ta hết lời để nói. Ta nể tình ta với người đã kết nghĩa. Những gì mà người nói đó, ta coi như chẳng có hề nghe. Nhưng mà ta phải thanh minh trước. Thanh giả là triều phức hành, tục giả là gốc của quả căn. Người tự lo liệu đi. Đại ca, đại ca, đại ca. Quý anh à, mình đã lâu rồi không có được như ngày hôm nay dạo đêm ngắm trăng. Anh thường hay trấn giữ biên thùy, lui tới vội vã, thì đâu còn cái tâm trạng để đi dạo đêm ngắm trăng nữa. Nếu mà vợ chồng mình có thể quanh năm suốt tháng ở những nơi thanh thản như vậy, chưa hẳn không phải là một điều tốt. Nhưng mà anh phải chinh chiến thường xuyên, bỏ quê bỏ nhà. Ở khoảnh khắc này, vợ chồng mình hội ngộ được, uống nước đó là nước suối thanh khê, khi mình ăn do chính tay mình săn bắn đem về. Anh chưa có từng được hưởng vậy, một cái lối sống nhã thơ như vậy. Trái lại anh cảm thấy những ngày tháng trước đây có chút chán chê. Trước đây nước Liêu làm hại, chiến tranh tứ phía, nhưng mã chinh chiến đó cũng là chuyện bắt buộc thôi. Bây giờ thiên hạ thái bình, nếu như thiệt muốn sống với lối sống thảnh thơi, thật ra cũng đâu có khó. Tuy là nói như vậy, nhưng mà người xưa có câu: quân tử lang, đừng nên quên việc nước. Em cũng biết anh không thể buông rơi mà. Anh vẫn cảm thấy anh đã phụ lòng em. Anh với em mặc dầu duyên kết nhiều năm, nhưng mà tan nhiều hơn hợp. Anh vẫn cảm thấy anh chưa làm tròn cái bổn phận của một người chồng. Lần này sau khi trở về, chẳng những không biết tình trọng, trái lại còn có sự va chạm với em. Quả thật anh có lỗi. Đáng lẽ em thiệt giận lắm, nhưng nghĩ tới anh ở dự thư phòng, cái tướng của anh lấy mạng để giữ cho em và Văn Quảng, em lại giận không nổi. Tuy là nói như vậy, nhưng nếu em không chịu dắt Văn Quảng bỏ đi thì vợ chồng mình đâu có một cái nhã thú như vậy, thỏ thẻ tại đây để mà ngắm trăng. Rất tiếc những khoảnh khắc này lại quá ngắn ngủi. Yên tâm đi, chờ thiên hạ chính thức được thái hòa, anh nhất định bù đắp lại cho em. Phụ đại nhân, cha còn chưa bình phục, đâu có thể nào bưng đỉnh lượng khí. Dạ. Ngày mai là ngày tuyển bầu tổng trại chủ, cha phải có sự chuẩn bị chứ. Các người đừng có cản ta để ta luyện. Không cho luyện nữa. Ta biết hai đứa lo cho ta, nhưng mà ta chẳng có gì đâu, ngươi yên tâm đi. Dạ. Trong lúc này là lúc quan trọng nhất, cha phải giữ gìn sức khỏe. Tội gì phải vì một cái hư danh mà làm tổn hại tinh thần của mình chứ. Quê anh, ai nói hư danh chứ? Cái chuyện này quan hệ trọng đại. Thứ nhất, ta về Văn Quảng.
ta không thể làm xấu trước mặt của hắn đâu. Thứ nhì, sẵn cha đây bây giờ cũng đang có sức, ta phải làm lại một việc gì cho sơn trại. Nhạc phụ, với công tích lâu năm của cha đã được lòng người, lại được các sơn trại khác kính phục, thì cuộc tuyển ngày mai nhất định là của cha. Hai người không có biết đâu, cái tên Lý Lập Nhân đó, hắn đã đầu phục Tây Hạ rồi, còn giúp Tây Hạ để mà tới thuyết phục ta, còn biểu ta tới đầu phục. Gì? Hắn thiệt làm như vậy giờ? Nếu mà là vậy thì cuộc tuyển cử ngày mai mình phải cẩn thận hơn. Cái chuyện này quan hệ trọng đại, có lẽ là liên can tới sơn trại. Nếu như sơn trại xảy ra vấn đề gì đó, vậy thì tâm huyết của cha hoàn toàn giả tràng rồi. Cuộc tuyển bầu tổng trại chủ ngày mai, cha nhất định đoạt cho kỳ được. Đối tại đây xin bái kiến trại chủ. Hôm nay là ngày tuyển bầu tổng trại chủ 4 năm một lần, hình thức cũng giống hệt như mọi năm. Mộc huynh đã giữ chức này nhiều năm, đức cao trọng vọng, mọi người kính phục. Tôi đề cử huynh tiếp tục đi. Tôi phản đối. Tôi cũng phản đối. Cha mẹ à, tại sao họ chứ quốc phải tranh với ngoại vậy? Ngồi được cái chức này thì có thể chỉ huy các sơn trại. Anh cảm thấy có chút không ổn, tất cả phải cẩn thận. Ta biết trước người sẽ phản đối mà. Lý đại chủ, tổng với Mộc đại chủ là anh em kết nghĩa nhau mà. Ta cũng vì thiết nghĩa với sơn trại thôi. Tuy rằng đại ca của ta đã làm hết bao nhiêu năm trại chủ, bây giờ ổng đã già rồi. Người ta nói kẻ có tài mới xứng đáng. Mặc dù ta với ảnh là anh em, nhưng cũng đâu có thể nào phá hoại luật lệ. Lý đại chủ nói rất là đúng. Đại ca, anh không bao giờ trách tôi chứ? Không đâu. Người muốn giữ chức này thì phải coi người có khả năng nào. Được. So tài chính thức bắt đầu. Tây Sơn Trại, Đông Sơn Trại, Mộc Kha Trại. Ngoại à, ngoại nhất định thắng. Chờ, cẩn thận nha. Mộc Kha Trại thân. Hãy
khai đi. Chúng ta là võ sĩ Tây Hạ. Tại sao ngươi là võ sĩ Tây Hạ? Tại sao phải xông qua đại tống của ta gây sự giết người? Ai chủ sẽ quy nạp vào đất đai của Tây Hạ? Bọn ngươi còn mê muội bất tỉnh thì có nước chết thôi. Quả thật là địa hình của các đại sơn trại còn chỉ dẫn rõ ràng sự mạnh yếu của các sơn trại nữa. Còn cái chỗ này ta chưa có hiểu rõ. Nơi đó là quân Tống đồn trú. Vậy thì họ có âm mưu gì đây? Các sơn trại chiếm người đó sát gần Tây Hạ, tin chắc họ đây muốn chiếm lấy những chỗ này trước, rồi từ từ lấn tới, lúc đó nội ứng ngoại hiệp để đạt tới mục đích tấn công đại tống của ta. Ta tưởng rằng Lý Lập Nhân đã bị Tây Hạ áp đặt thuyết phục ta để mà đầu phục, thiệt là không ngờ hắn đã cấu kết với Tây Hạ trước rồi, vì danh vì lợi bán nước cầu dinh. Thế tụi con bắt được kẻ dũng sĩ của người Tây Hạ cho con biết. Họ đã hoạt động ở Trung Nguyên thu phục nhân tâm, do đó Tây Hạ ra sức không phải là Lý Lạc Nhân một mình. Nếu như sự tính toán của mình không lầm thì từ nay sẽ có nhiều rắc rối. Xem ra cái chuyện này chẳng những là có liên quan tới các sơn trại mà còn liên quan với triều đình của đại tống nữa. Cái cách thượng sách con phải lập tức trở về bẩm trình quan thượng. Xem ra mình đừng có trễ nãy, ngươi lập tức xuất phát đi. Quê anh, từ nhỏ con đã háo thắng, tánh tình lại cứng rắn, còn Tôn Bảo thì thường ở ngoài bảo vệ nước nhà. Vợ chồng các người tan nhiều hơn hợp, đừng có vì chuyện nhỏ mà xích mích nữa, để làm phương hại tình cảm của hai vợ chồng người. Dạ con biết rồi. Chà, cha đừng tiễn nữa, cha trở về đi. Để cho tiễn các người một đoạn mà. Nhạc phụ đại nhân, tiễn người ngàn dặm thủy chung cách biệt, cha nên trở về đi. Phải rồi đó ông ngoại, ông hãy trở về đi, mà mốt dân quản nhất định sẽ trở lại thăm ngoại. Được, ngoại nghe nói được câu này ngoại mừng lắm rồi. Con về tới nơi rồi, nhớ nghe lời căn dạy của cha mẹ, đừng có bướng bỉnh nữa nha. Con hiểu rồi. Tôn Bảo, ngươi với ta hợp nhau thật là ít, lẽ rằm nuốt thêm một phen cho thật là sai xưa. Nhưng rất tiếc, ta sẽ chờ ngươi đánh lui quân thù xong rồi mình mới uống một phen chí tử. Dứt khoát như vậy. Tôn Bảo, hãy giúp cho cha lo cho mẹ con của Quế Anh thật là tốt. Dạ cũng hiểu. Nhạc phụ đại nhân, xin hãy bảo trọng nhiều. Ngươi cũng vậy, trời không còn sớm nữa đâu, các ngươi khởi hành đi. Cha, tụi con đi nha. Đi. Mặt tướng Dương Tôn Bảo khấu kiến hoàng thượng. Dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Bình thân. Tạ dạng tuế. Dương tướng quân, vũ giả nhập cung ban đêm có chuyện gì? Hồi hoàng thượng, đây là khi mặt tướng về quê ngoại Mộc Khoai Trại để mà thăm viếng, đã phát giác có võ sĩ Tây Hạ xâm nhập Trung Nguyên của ta, võ thấm khắp nơi, vẽ ra địa hình đại tống của ta, xin hoàng thượng duyệt xét. Mặt tướng lo lắng Tây Hạ sẽ có ý đồ xâm lăng, nên cố tình đi ngay trong đêm kính tâu với hoàng thượng, hy vọng tướng sĩ biên phòng có sự cảnh giác. Dương tướng quân, tin tức của người quá muộn rồi. Ta đây mới nhận được quân tình thành Khai Châu cấp báo, Tây Hạ đã hủy binh ước tấn công thành Khai Châu của ta. Quân Tống tới thành Khai Châu chỉ có 2 vạn, làm sao chống nổi đại quân của Tây Hạ? Dương tướng quân, giữa đêm khuya trẫm triệu ngươi với thái sư tới đây là để bàn về chuyện này. Như Khai Châu chưa phải là nơi quan trọng quân sự, Tây Hạ lại mang quân áp đảo, trẫm tin rằng ý của họ chỉ muốn phá nhuệ khí của ta thôi. Phó chiến dũng mạnh lắm, quan thượng, đó là quân lực trên lực. Thành Khai Châu mất khí thế của quân tướng, nhất định tổn hại. Quan thượng, nếu như đã như vậy, Dương tướng quân đã trở về Điện Kinh, hạ thần cho rằng để cho Dương tướng quân sừng sỏi, đem quân xuất chiến để mà giữ tân quân.
Mạc tướng xin nhận chức vụ. Nhớ năm xưa, Liêu Quốc xua quân muốn nuốt Đại Tống ta. Quả nhiên ngày hôm nay kết quả thảm bại. Tây Hạ là một nước nho nhỏ mà dám tấn công Đại Tống ta, lấy trứng trọi đá. Dương tướng quân. Có Mạc tướng. Trẫm ban lệnh cho ngươi thống lĩnh 30,000 đại quân cùng Dương Nguyên soái tiến thẳng Khai Châu. Cha con phải họp sức phản công trực chỉ Hoàng Long. Mạc tướng tuân chỉ.